Xin cảm ơn những tình cảm, những cái thời gian quý báu mà quý vị đã để dành cho hai chị em trong một để hình ảnh như vậy. Cũng rất là may mắn vì tới giờ hát mà ông trời vẫn thương, hy vọng là ông trời sẽ cho một đêm nhạc và thật trọn vẹn hơn, và chúng ta sẽ có một đêm nhạc thưởng thức thật trọn vẹn và thư giãn. Xin cảm ơn. Và sau đây xin gửi tới quý vị một sáng tác cao rất là vinh dự của nhạc sĩ Phạm Thiên Định, ca khúc Trăng Tàn Trên Hè Phố. Đi đâu quả gì cũng mới.